hết yêu anh từ bao giờ? Tại sao em không nói ra? Em hết yêu anh từ lúc nào? Vì sao em không nói với anh? Em biết không, khi cứ phải giả vờ như ta yêu nhau nhiều lắm. Nhưng làm sao có thể giấu được lạnh nhạt từ trong đôi mắt nhau? Vậy thì anh sẽ cho em ra đi về nơi em chọn đúng những gì rằng em mong muốn. Vì mình cũng đã chia tay bao lần xong rồi mình lại quay lại. Nên nói ta tình yêu cũng nhạt phai. Mình nên cố gắng bên nhau yêu nhau để rồi mình phải đau khổ hay em lại mình chia tay nhé. Dù một trong hai ta đến hôm nay có thể còn yêu nhau nhiều, nhưng ta đừng làm khổ nhau, đừng cố yêu anh từ bao giờ? Tại sao em không nói ra? Em hết yêu anh từ lúc nào? Vì sao em không nói với ai? Em biết không, khi cứ phải giả vờ như ta yêu nhau nhiều lắm. Nhưng làm sao có thể giấu được lạnh nhạt từ trong đôi mắt nhau? Vậy thì anh sẽ cho em ra đi về nơi em chọn. Rằng em mong muốn. Vì mình cũng đã chia tay bao lần xong rồi mình lại quay lại. Nên ai ta tình yêu cũng nhạt phai. Mình nên cố gắng bên nhau để rồi mình phải đau khổ hay em lại mình chia tay nhé. Dù một trong hai ta đến hôm nay có thể còn yêu nhau nhiều, nhưng ta đừng làm khổ nhau, đừng cố yêu. Sẽ cho em ra đi về nơi em chọn đúng những gì mà em mong muốn. Vì mình cũng đã chia tay bao lần xong rồi mình lại quay lại. Nên ai ta tình yêu cũng nhạt phai. Đừng nên cố gắng bên nhau yêu nhau để rồi mình phải đau khổ hay em lại mình chia tay nhé. Dù một trong hai ta đến hôm nay có thể còn yêu nhau nhiều, nhưng ta đừng làm khổ nhau, đừng cố yêu.